Em xin chào tất cả bác quý anh chị đang theo dõi kênh em. Hiện tại là đây là lần đầu tiên chuyên mục cây cảnh TV ra mắt, thì lần hôm nay là em xin quay giới thiệu với đến mấy anh chị là cái một số mặt hoa ha anh chị ha, là của xứ Thái đã ghép sẵn anh chị về, có trồng có chậu lớn chậu nhỏ và nó đang khoe sắc ở dưới sau lưng em đây. Thì ngay sau đây hãy cùng theo chân em để cùng ngắm hoa anh chị ha. Chậu này đầu tiên anh chị ha, chậu này có tên là chậu Kim Anh. Hoa nó rất là đẹp anh chị, hoa của nó là trồng cánh nè, nhiều cánh đã ghép sẵn anh chị ha, về là củ của nó cũng rất là bự anh chị ha. Và cái này nó xanh tươi, thì theo một số nhận định nhà vườn thì cái củ này càng xanh thì trồng càng tốt. Thì khi mà đóng hàng đi á, thì bên em sẽ đổ chất trồng này ra và phơi khô, nếu mà đi xa thì tầm 2 ngày. Về anh chị có thể là để vô mấy cái chấu anh chị, gỡ chấu nè, với lại là đất trồng để trồng chăm sóc nó anh chị ha. Đó, thì đây là chậu xứ Kim Anh anh chị, mặt hoa đang rất là đẹp nè, chị cho nhìn rõ hơn anh chị ha. Một chậu Kim Anh hiện tại là đang có giá là 400.000 anh chị. Đó, rất là đẹp. Chậu này chậu lớn lắm anh chị, cái củ bên đây đẹp hơn nè. Một số mặt hoa thì cái này giá 400 anh chị, Kim Anh hoa rất là đẹp anh chị. Chị đang có một vườn hoa để trước nhà nhìn rất dễ thương không chị, đẹp. Với lại cây thứ hai anh chị là cái cây Long Thành anh chị, màu đỏ đậm, hoa cũng rất là đẹp anh chị ha. Và hiện tại đang phát triển rất tốt nè. Thì em đã tìm hiểu được cách đóng hàng để cho quý anh chị đi xa. Thì như thế nào em cũng xin trình bày quý anh chị về cách thức đóng hàng bên em anh chị ha. Đóng bên hàng bên em mà đóng thùng cứng và đục lỗ. Thì khi mới giống như mấy cái cây này về, cây hiện tại là có giá 150 nè, cây Long Thành đỏ thì đã ghép bo sẵn anh chị ha. Đó. Đã ghép bo sẵn. Thì cái cây này là bông màu hồng đậm rất là đẹp, ghép bo sẵn và nó đều đặc biệt là nó rất là xiên hoa anh chị. Hoa nó nói đuôi nhau, đuổi nhau, anh chị thấy rễ nhiều không? Thì khi mà chậu này về em sẽ phơi khô, nếu mà đi xa thì em phơi tầm 2-3 ngày để cho nó không chứa nước. Còn gần thì em sẽ 1-2 ngày thôi là ok anh chị ha. Và chất trồng á, nếu mà quý anh chị nào ở ngoài Bắc á, thì quý anh chị có thể sử dụng là than đá đập nhuyễn anh chị ha, với trồng với cát, với lại phân bò, ba thứ đó anh chị trộn lại. Còn giống như ở trong miền Nam á, thời tiết ở đây, cái chất trồng ở đây hiện tại là đang trồng là bằng sơ dừa cho chấu hoặc là rơm mục, ba cái đó trộn lại với nhau anh chị ha. Nếu anh chị không có rơm mục thôi, nếu chất trồng mình bằng sơ dừa hoặc cho chấu không là cũng rất là ok anh chị. Đó. Thì cái này là một bản mới em mở ra thêm thôi, bên cạnh vẫn chủ yếu là tập trung về phong lan anh chị ha, phong lan, nhưng mà này mình xen vô để cho các anh chị có cái nhiều hoặc mặt hoa chơi đẹp hơn nữa. Để có nhìn rộng hơn. Thì cái cây hiện tại nè, cái cây giống như thế này nè, em xin được phép máy luôn anh chị ha. Cái cây này
em bán giá 150 ngàn anh chị. Đó cái cũ á anh chị. Câu G1 2 3 4 6 cái bò ghép anh chị ha. Và đang có nụ nè anh chị. Hoa rất là đẹp thì Tết này để ở trên thì mình trồng, có thể là trồng lan, ở dưới thì mình thể trồng sứ để cho nó đẹp ha anh chị ha. Đó. Thì một số giống sứ Long Thành hiện tại đang có màu hồng, màu vàng. Màu vàng thì cũng cây cũng có giá 150 anh chị ha. Cây đầu cây bự kia thì hoa của cây đầu mà cây bự cái lúc nãy em quay cho anh chị á thì nó có giá 400, cũ nó bự hơn, thế nó đẹp hơn. Anh chị ha. Cái này là em quay tổng quát thôi, và sau đó thì em sẽ có bán từng cây, từng video riêng về cái cây sứ này ở trên chuyên mục là cây cảnh TV anh chị. Mà hoa rất là đẹp anh chị, hoa đẹp đẹp quá. Cây cảnh TV thì cái kênh đó thì nó sẽ phát sóng vào lúc thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên cái kênh YouTube của em anh chị ha. Bên cạnh các chuyên mục chính về phong lan thì đây là cũng là một chuyên mục em kỳ vọng là sẽ thu hút sự quan tâm theo dõi của anh chị, tại vì mình sẽ thêm mấy anh chị có thể theo dõi cái kênh em khi ở nhà hay là khi thư giãn nấu cơm cũng thể xem được, nằm thư giãn uống trà cũng có thể xem kênh, xem được nhiều mặt hoa hơn. Thì đó cũng một điều thú vị. Rất mong anh chị có thể ủng hộ kênh em, giúp em anh chị ha. Hoa sứ trắng anh chị. Con này hồng. Hoa rất đẹp anh chị ha. Cùng xem quan một số mặt hoa sứ nè anh chị. Quá đẹp luôn anh chị. Thì để gửi thắc mắc câu hỏi về quá trình trồng sứ này, quý anh chị có thể gửi bên cửa liên hệ bên cửa hàng của em, để bên em sẽ tham khảo cũng như là hỏi mấy cái nghệ nhân về sứ anh chị ha. Ở đây là em hiện tại em đang có mặt tại vườn nghệ nhân sứ anh chị, của một người thầy mà người đó không có cho em nói tên. Thì thôi em sẽ quay thôi anh chị ha. Về nghệ nhân sứ thì em sẽ quay và để cung cấp hàng cho quý anh chị. Nếu có thắc mắc trong quá trình trồng sứ, quý anh chị có nhớ đặt câu hỏi bên em qua anh chị ha, để bên em tư vấn cho anh chị. Một chậu cũng rất đẹp anh chị, chậu này có giá 450 anh chị. Hoa chùm luôn anh chị, hoa rất là xinh nè. Nó rất là xuyên hoa anh chị ha, nó giống như hoa hồng á. Nhìn mặt coi như nó đẹp, quá đẹp luôn anh chị. Chậu nè, xum xuê luôn anh chị. Chậu này 450 anh chị. Hoa rất là đẹp luôn. Mình cùng tham quan tiếp anh chị ha. Chậu này cũng 450 luôn nè. Quý anh chị thích cây nào thì có thể chụp màn hình lại. Cái này là em quay chung chung và em sẽ phát riêng lên cái trên cái kênh em từng cây anh chị ha. Cây này đẹp luôn anh chị. Bông nó giống như bông chớp bên phong lan anh chị ha. Hoa đẹp. Đây là chậu nè. Chậu nó là kích cỡ thế này đây, quy cách nó như thế này anh chị ha. Còn này hồng cũng 450 luôn. Bên đây thì đa số cây bự hơn. Anh chị có thể góp ý về thư mục và cây cảnh TV này bằng cách comment ở dưới video, hoặc là gửi hộp thư về Nguyễn Duy Phong 1995 27@gmail.com, hoặc là gọi trực tiếp về số hotline ở trên màn hình này anh chị ha. Em sẽ để số hotline cây cảnh trên màn hình này để cho quý anh chị tiện theo dõi cũng như là liên hệ đặt hàng cũng như là đóng góp ý kiến hoặc đặt câu hỏi anh chị ha. Hoa sứ trắng tinh luôn nè anh chị, rất là đẹp. Mấy cây mới ghép bo nè anh chị. Thì trong video lần sau em sẽ hướng dẫn mấy anh chị về cái cách ghép bo anh chị ha. Ở đây. Có cây sứ này chơi lá anh chị ha. Rất là đẹp nè. Cây này anh chị ha. Cái này cũng có giá là 170 ngàn anh chị. Rất đẹp anh chị. Nhìn nó dễ thương. Sứ chơi lá. Mình tiếp tục anh chị ha. Sẽ đi một vòng đi.
Hôm nay là thứ năm, là một buổi lót đầu tiên của chuyên mục, thì mình sẽ quay clip nhiều hơn nữa để cho anh chị xem anh chị ha. Đây chỗ này em sẽ quay cho anh chị xem anh chị ha, hoa trên anh chị rất là nhiều, chùm chùm luôn á. Dọn bớt bên đây qua luôn nè, về bên đây nè. Đây còn có bông trang nữa anh chị ha. Nghe ơi, kêu không ai nghe á. Cái này đẹp quá anh chị, bông chùm chùm luôn á. Bông chùm chùm quá trời luôn chị. Anh chị thích chỗ này không? Quá trời bông rồi anh chị. Quá đã. Tiếp tục anh chị ha, bước lên. Châu này đẹp không chị? Quá đã. Châu này rất đã luôn anh chị. Châu để vườn là thôi. Đẹp luôn, nói bật đó anh chị. Cũ. Anh chị khi đóng hàng anh chị thì đây mình tháo ra đây nè. Mình chuẩn bị đóng hàng gói lại giống như lan thôi. Thì anh chị nào có yêu cầu á thì em sẽ cắt ở trên đây. Anh chị để không còn giữ lá, anh chị sợ gặp lá thì cắt ở đây. Mình tuột lá này xuống hết giống như cây này. Hay tuyệt hảo này đây. Anh chị, đó giống vậy thì đóng đi là xong, bỏ vô thùng lớn đóng đi là xong. Khi mà về anh chị trồng bằng chất trồng lại á, thì có thể là bổ sung phân vi lượng hoặc là humic anh chị, để cho bộ rễ nó phát triển hơn. Đây là chuẩn bị phơi khô để đóng hàng đi anh chị ha. Trong đây thì ôm anh chị, đang ôm cây con. À, thì một vòng đó. Thì rất mong anh chị có thể ủng hộ hoặc đóng góp của em để em phát triển một mảng mới này. Thì rất mong nhận được sự ủng hộ của quý anh chị ha. Và hãy đăng ký kênh cũng như chia sẻ video này đến cho mọi người cũng có thể còn ở nhà uống trà cũng có thể ngắm hoa anh chị ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị những video sau.